ăn đó. Con lặn luôn hả ông Tư? Lặn luôn, ăn thịt vô, không thấy mấy cái bệnh lên đây bác trị đâu. Dạ. Thúi thịt. Thúi thịt. Lấy thịt ăn vô, ác, acid. Ghê ha. Lương nó đặt trúng sáng cho mấy chục ký. Nổ hay con đó khá nổ. Rồi có lắm con mười mấy ký đó thôi năm. Nó dắt bầy rồng rồng đi như chiếc điểm. Tao đứng tao làm thinh coi bị mình đi động đó. Gặp bầy rồng rồng tao đứng làm thinh rồng rồng con nó mê ăn. Chưa có con ba giò đâu bên Tà Lân bị gai cục ảnh lội qua đó. Chứ ngoài đó là không có cạp sống hay không tên? Không. Rồi ở đó anh ta thấy tới luôn đó. Hồi đó kêu Việt Minh đó. Rất nút trống anh sợ cọp ăn bắn chết luôn. Cái con cọp ba giò đó là nó lý do chắc nó bị bẫy quá không? Bù cạp á. Dạ. Rồi nó cắn cho do đứt luôn hả ông tên? Cắn đứt. Cũng như con heo ba giò trên núi Cấm hồi lần hả ông tên? Nó cũng cắn đứt. Heo ba giò núi Cấm rồi đó, cũng heo bên Nam Giang, bên heo ở Tà Lan. Yeah. Nó dài cục. Mà con heo đặc biệt ban đêm đi cũng như bị đốt đèn mang sông. Ý sao ngộ không tên? Ngọc nanh, nó tới 4 cái nanh. Dạ. Yeah. Ồ, cái ngọc nó sáng vậy đó hả ông tư? Sáng trưng, ngọc nanh thì nó sáng, nó rụng ra rồi. Bởi chư thần thổ địa gặp thu á. Mình không có duyên mấy anh không cho. Cho nên tới giờ đâu có ai có được ngọc nanh đâu hết. Ban đêm con vô rừng, con hút nó sáng trưng trời. Dạ. Ngọc nanh. Bộ ngộ nó sáng. Cái gì ngọc mà nó sáng. Ở chỗ mình đi mà con thấy không có ấy không Tư rồi. Không có chim chóc rồi thú gì trơn đó. Nó bắn hết rồi, đó chim mát trời không điệp. Hùng hoàng cao cát thì cát cai nó bay nhất rồi cu đù lì. Bởi vì mày chưa đi rừng sâu mày chưa biết. Cu đù lì mình đi nhát nhát lại không dám đi. Cu đù lì hả ông ta? Nó bự bắt giới mình là nó 700-800 gram luôn hả? Dạ. Nó kêu y rang như mình nói chuyện. Ôi ồ. Nguyên bầy nó làm như người ta đông lắm. Mày đi trong mày sợ mày dòm dốc giác rồi. Cũng như cái chợ vậy hả ông ta? Xù xì với nhau vậy hả? Con trống con má chưa giống nhau luôn hả ông Tư? Ngộ hả con chim gù gì? Mình đó, mình đó, con cu gù gì mình ở đây có không ông Tư? Không có. Chỉ có cu bắt thôi. Bởi vì nào đâu có biết có chim con cu đó. Cu gù gì? Bằng bù câu gà vậy đó, con biết không? Dạ dạ biết. Nó mắc nhất. Ví dụ gà mình ký 150, nó phải 300. Ôi dồi. Thịt nó thơm, nó ngon cực kỳ. Nó cũng ăn giống những loại cua mình đấy. Nó ăn trái cây. Ăn trái. Rồi vùng vàng con nợ lấy bành kia 6-7 kg. Các ca con cũng vậy. Bây giờ dòng xuống 9 kg nó bắn còn gì. Người ta mình còn chết, chim không còn. Con cắt ca không thôi. Các ca là anh dự báo thời tiết á. Không biết còn biết không? Anh bay nguyên bài gì nè, mày coi ảnh dây đầu gì đâu. Anh kêu còn kẹt kẹt mà mày thấy anh mờ mờ vậy. Anh bay từ giá 2-3 cây số. Dạ. Là cao á. Mày coi anh quay đầu gì đâu là lát bão dòng ngay đó vậy, thổi tới. Ồ sao nó hay dữ hả ông Tư? Bởi người ta mới kêu con chim dự báo thời tiết. Dạ. Mà nuôi ảnh mắc cái ở ngoài có cá biển hồi xưa thì dư bây giờ cá nhồng cá đầu này kia con cùng tay anh tay mày thả cho anh ăn 4-5 con vậy anh ấy hết đói. Ngày anh ăn khoảng 5 kg cá vậy. Ôi dồi. Anh đứng nó bật bật cao rồi. Còn có con chim nào mà nó dự báo nước lên nước dòng nước lớn ở ngoài biển không Tư? Con cuốc. Con cuốc. Cuốc anh kêu nhìn cuốc này nó cũng ở đây tại con ngủ ban đêm dù con ở đây có. Dạ. Cái đó là nó kêu khi nào nó kêu là nước lớn. Dạ. Anh kêu nước rồng. Dạ. Thứ hai đó là nó cũng bềm bẹp cũng báo nước lớn nước rồng. Nó báo cách sao anh kêu đó.
kêu nó có thời gian không? Ừ, nó kêu đúng mỗi thời điểm nước lớn nước rộng. Nói con chim thì nó kêu vậy không bằng con cá biển, con cua, nhất là con sứa. Mày đương đầu ghe mày ngồi chơi dòm thấy đất không, một lát mày thấy rộ, mày dòm cũng như lính nhảy dù, trắng ở trên anh dùi đâu chứ xịn á. Nước lớn anh bung lên anh ăn phù sa. Thấy sữa nổi lên là nước lớn không Tư? Nó lội nhanh không Tư? Bữa con gặp con mà cái bình này nó lội nhanh. Cà chớp trắng tươi. Ông lại ôm đó. Đang ngồi trên xuồng nó đang đi á. Có nhậm gì sứa cơm đâu, nhậm gì. Sứa cơm người ta bắt nó ăn được đó không Tư? Ăn, nó xấy khô lại nó ăn bầu ngư mới suy nhược. Mà nó nói con sứa hướng mới độc. Mình hồi nào giờ nói sứa lửa thì mình chưa biết sứa hướng. Đời nói chưa thấy sứa hướng ra sao. Sứa hướng nó dài lắm mà mình lội nó quấn ngang mình có thể chết sống với nó. Giống như bạch tuộc vậy không Tư? Nó không nhận mình mà con tuộc, con lội nó vụt ra liền. Nhưng nó để ấn tượng thì nó cũng như này, này quấn cây sắt, cây nướng với cây chuối. Dạ. Con lặn luôn hả ông Tư? Lặn luôn, nó ăn thịt vô, không thấy mấy cái bệnh lên đây bắt trị sao. Dạ. Thúi thịt. Muốn lấy thịt nó ăn vô, ác, acid. Ghê ha. Cái chất độc nó quá cứ. Con ở biển thì không độc. Ở biển nhiều loài động vật. Độc lắm. Trên thế giới này chưa ai biết hết. Nội tao biết cũng nổi. Tao đi ngoài hòn chuối có ông nói trời ơi, tôi ở đây cha sanh mẹ đẻ ngoài này từ nhỏ tới lớn, tôi chưa biết cá rồng là cái gì. Không biết cá rồng cái gì, còn ông nói cá đuối anh ơi. Nội cá đuối không mình kể không hết rồi. Đủ lại cá đuối đó mà y nói ngon nhất là cá đuối điểm. Dạ. Như bự cỡ con mà con bóc nó một cái cỡ nào cũng văng xong, nhảy xong, cứ giật đó. Điện 220 đàng hoàng đó, tụi bác sĩ nó thí nghiệm á. Ngon nhất là cái đuối đó hả? Ừ. Con lương điện, con lương là con trình đó. Lộ rằng cái đi, trình đi. Cái trình điện. Cái trình điện. Nó giật cái xấu còn chết mà. Chết, ăn nó cắn nó chết liền. Tương tử còn chết. Với cái con rồng gì vậy? Mô gì đó. Con rồng đó cũng nó nuốt con cái trình điện bị điện giật nhảy. Không ai dám nuốt nó đâu. Nó nhờ dòng điện đó nó mang những cá khác đó. Ừ. Con cá kia ở trong hang nó thấy, tao thấy nó dè vậy nè. Dè tới dè lui, nó dè nhắm đối tượng nó. Bắn điện vô con kia cổng tê tê tê. Ăn vô anh gấp ra anh nuốt. Ngộ con cá mà nó phát điện. Cái đó con nghĩ là nó tự kích điện ra nó mới ra. Còn ví dụ nó không tự kích điện nên nó không ra. Bình thường thì kích điện cho ăn ngồi. À. Con lội tới đâu mà không về chạy chết bà lội tới nó. À, khi nào mà thấy nguy hiểm nó mới mới phát điện ra. Không, khi nào gặp lương thực mới kích điện. Con tôm lên chạy te te, anh hút con tôm té ngược lên, té miệng rung cảm, rung 17 vậy anh lại vui. Mực cũng vậy. Mấy con đó cả như là đi kiếm đồ ăn cái gì chắc lội. Phun nhất là mực tuột, nó gặp cua bò còn đây là con nó ngụy trang đây nè. Phụ nó ban cái re lại nó chụp, rồi nó chụp, nó nằm, nó lát còn vỏ không anh đi. Thịt thà ruột gan ảnh hút không còn miếng thịt trong càng luôn. Ảnh hút bằng cái chất gì hay thì cũng không được. Biết mà hay. Ở mình đâu có mực khổng lồ, ở ngoài Đại Tây Dương rồi mới có mực khổng lồ con cả tấn. Bởi nó quay cái giả tưởng bụng mực mà nó quấn tàu lặn tàu lộ chìm mực. Cái đó kêu bạch tuộc hay là mực? Bạch tuộc. Bạch tuộc. Tuột là nó lại nó kêu sư tử biển to nhất loại nó hung
mình con người mình mạnh như con vậy đó, bạch tuộc chừng ký lô cũng quấn chết rồi. Mấy cái con vài chục ký chắc anh nó cầm cái râu nó quấn mình nó đưa lên chắc được không tư không, nó quấn siết vô siết rồi thằng sau này nó chết rồi, một tuột đôi chừng mấy trăm gram một bắp chuối mình râu nó bò lên mình thấy như rắn nó kiếm đường bò nó nắm đâu là nó lôi cho mình nó lên nó rủ mẹ nó bò đâu vậy nó kêu nó vô cho anh ta vô nó đeo vô đây rủ mẹ anh rải con mực đứt cái râu trong này luôn khúc chứ không sức đó hả ông tự? Không sức công nhận cái hít con về con ngồi con gỡ cũng chưa gỡ gai mà anh còn anh hết lực rồi đó mà gỡ anh có buổi trời mới ra cái đó vô sạch nhúng giấm luôn rồi phải gỡ không nổi luôn có tay vô nhúng giấm luôn hả nó không nổi nữa chơi bị cái gì kỳ luôn có tại cá chứ tại tao đâu thấy nó bò chợ nó bò ra ngoài của người ta bạn hàng nó bò lên xuống con mực ống nó câu về nó để còn nước biển đó sống nhăn nè bò tới luôn tôi bắt mày lựa coi con nào có trứng mày bắt lựa dòm dòm trên đầu nó mà dòm dài có trứng mày biết mà cũ nu à cũ dòm dòm nó thấy mắt nó để ảnh cái ủa tránh dục mực cái bịch như đất luôn bông ngửa trời ơi chết rồi trời ơi mặt mày đen xì á đen xì mà nó cay nó nóng nữa mực nó ngộ không tư chứ không phải mát không tư không mát đâu mình ăn nó mới mát khi mực chín nó mới mát nhưng mà nó không gây cho mình ngủ á không tư từ đó tới sao rồi tao biểu gì anh hết dám đấy mày tư. Có về không giận cho được tao mua con cá đuối dơi 30 mấy ký nặng làm khô gì cho mấy ngày nó ăn cũng hai vợ chồng tối ngày ở trong buồng ta lựa mực con bành bành mực thước đó vì nó đi ủi xịp ủi đầu nó lựa mực để riêng với nó câu á tao mần khô cũng đem gì cho dòng họ ta bên ăn mấy ký lô nó ăn còn chừng nửa ký hai vợ chồng khô cá đuối mực thì nó động nó ăn dòng ban đêm nó ăn mình có hay đâu nhậu thứ gì tôi nói chiều mà nhậu chai rồi tôi nói mày hồi đó dòng tôm tích nó luộc đổ ra cái rổ lớn này nè đầy dung rổ luôn ăn không hết đem đổ cho heo ruộng heo nhào lại ép chạy gai không gai không ủa người ta nói tới heo còn chế còn tôm tích nó ngon con lột ra tôm bằng chân cái mình lột cục thịt một khúc luôn ăn nó vừa dai vừa ngọt thơm là cái khu hổ mình đang đi mình đi là ông tư ở đó đó hồi trước không đi trên dứt đi rồi dứt trước giờ mình có lên đó lần nào chưa ông tư còn không chỗ bữa bà Năm bán đồ mũ mình ghé đó mà như bãi biển á chỗ biên hải quán biên hải quán người ta ở đó trong 4 năm tháng thấy người ta gài mực không nên lấy cái chai ta gài dễ dính hơn mực không mình chai nó xíu thì mình tui mực một cặp ói mình tui vô nó chung vô mấy cái chỗ chật nó ép người nữa mà nó vô hay lắm mà vô rồi cái ta dở lên cái đó nó luôn rồi đâu có bây giờ nó bắt ốc ốc giá con bự bự gì nè nó xỏ cái đuôi luồng dây nó bủa ở đây tới khỏi nhà mày nữa thôi rồi nó bổ một đường ốc mực tuột nó mấy ký lô rồi nó dính câu mấy cây số nó đeo vô là dính câu không anh chung vô trong anh thấy ốc bự anh chung trong anh trốn à. Đây mày phân vô tới ghe trên ghe rượu nữa anh vừa khô nước anh trốn có con nó phóng ra một cái ụt rồi lên ghe phóng đâu thì mất nước rồi cái đó nó chuyên môn bắt mực tuột không à không có mực gì là chỉ cần bỏ xuống cho giống như là mình để cho cái nó y như bộ câu vậy một thước con vậy
rồi máy nó chạy nó dục đùng 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 trong vậy đó, rồi nằm ăn uống cơm nước rồi ngủ đêm sáng thăm bắt một chùa khỏe lắm, bây giờ nó ngon lắm. Con thấy ở biển dễ kiếm sống lắm ông Tư. Nó có cái hũ, cái hũ cái rít nó mới lớn, nên nó có cái eo như cái cầu mình nó cột dây lên đó cũng dục cái sông. Người có con mực ký mấy mực tuột thôi. Mấy con đó thịt biết nhiều thịt. Thịt mình anh ăn dai với anh không có vị ngọt. Con đó mà xào mà hơi ấy ấy để vô nhai chắc cũng như thịt bò vậy đó không Tư? Như thịt bò ghê nhá. Thử chưa? Chưa. Nghĩ thử hả? Thử được. Ông Tư sớm nói con mực thước là do con mực nó dài một thước hay sao? Không mực có thước. Mực ống. Mực ống nó dài cỡ 2 tấc mấy người ta kêu mực thước. Có con nào nó dài cả thước không ông Tư? Mấy thước luôn. Mấy con đó ở ngoài Đại Tây Dương mực khổng lồ á. Con mực ống mà hai thằng giác. Quá khứ rồi. Mình tính nó cần 200 kg, 200 mấy chục kg. Cái tua râu nó 6 thước. Cái đó nó xiết mình cái như rồi hết lội. Nó bóc trúng. Cái răng nó bén như dao cạo mình. Bởi con cua con này kia nó ảnh cắn rồi cái ảnh le dòi ảnh có hai cái dòi hút cặp cái miệng ảnh hai ống hút ảnh hút hết trơn luộc ảnh luộn trong cái nút thịt không còn miếng nào, nó không sợ cua kẹp lắm. Nó chụp một cái là nó hút, nó cắn cái con cua chết liền, làm như nó có độc tố. Trứng anh đẻ để mình đi bây giờ nó trứng con ốc giá mà con bữa đó con lấy gậy con giết giết lên á, anh đẻ trứng y như trái khôm trái thớt nhưng lớn nhưng dài như y như trái cây trái khóm mình nha, màu đỏ vậy luôn hả Tư? Màu vàng đậm xanh mà nấu mấy nhỏ nó đem về nó nấu cháo đậu xanh ăn lên tối luôn, người nó lạnh ỉa luôn không Tư? Lạnh chứ không ỉa, lạnh trùm mình đốt quá mát mát, nó y như kem đánh răng mình nó kẹo vậy đó. Trứng ốc giá một trứng vậy nó bán bây giờ chắc cả triệu bạc hồi đó mấy người ta là bự không ông Tư? Một dế mình vậy nè, một trứng một á hả? Nó đẻ nguyên đụng đụng y như mắt cốm mình á. Mới dọn mấy cái hộp nhỏ, cái đó là ông nói là nguyên đùm, còn cái hộp nhỏ đó ba lớn. Ta cái. Dạ, yeah. Nó đeo lại nguyên đùm bự. Như cục nặng con ly, con dòm thấy dằn nín. Dạ. Yeah. Bớt mềm theo. Ăn cái hổ cái chai sao không Tư? Hổ nhờ đường gừng. Không, nó giống trứng gà mà nó mới không Tư? Không, nó không béo. Không béo. Ừ. Ăn nó mát, nó nhờ gừng với đường. Ngon. Gừng cái đường ngon. Nấu chè mày có ăn nó ở chè giò heo chưa? Chè giò heo giống như là chè để bột ngọt đấy của đâu phải giò heo đàng hoàng không. Lấy giùm heo không à? Nấu chè hả ông Tư? Nấu chè đó ngộ hả? Ngộ nửa chè đó, chè cao cấp của Trung Quốc Hàn Quốc đó. Sao ăn canh rừng ăn ta được ta? Đâu tánh nó vui nó ấy nó làm sạch sẽ rồi kia nó nấu chè hột sen với giò heo với đậu đỏ nó ram hết rồi ram hết rồi mày hút cái nó chạy tới trong bao tử rồi. Ngon một khúc giò heo với đâu chừng 3 muỗng chè muỗng canh mình cả 100 ngàn một chen với đậu nữa. Mắc cả mắt cái dụng heo chắc bữa đó cái con mực của ông nó mấy triệu đó ông Tư. Tư hỏi xong cái ông chủ bán ông mới cỡ ông tờ ông hết ăn nổi rồi dài dài nó dài ông Tư ăn nổi, trẻ trẻ thì ăn được, cái lớn tuổi ăn nổi con này con mực mấy triệu bạc một ký
mực nó sẽ rồi con lớn lớn mà. Mà con nói chứ con cá ký rồi đó ông Tư rồi. Không có đâu, con ký rồi tệ lắm cũng 4 con. Vậy hả ông Tư? Khô mà 4 năm con. Dài, nha ông đó cũng dài. Cáo cư hết ăn rồi. Dài hết nổi. Tại nó chê vậy nó đâu biết mình thằng từng ăn đồ đó. Mà con biết chợ ngoài đó, thứ nhất nó phun thuốc đừng cho ruồi bu. Cái đó là có chắc cú rồi đó. Ừ, thứ hai nữa nó phun thuốc chống ẩm. Chắc cú rồi, nó phải phun thuốc. Hai cái đó là phải có chống mốc. Rồi bu là cái lúc nó ngâm. Có nó hơi gì đó, rồi lần nó bu. Nó xịt luôn. Bu rồi, bu bệnh nó xịt luôn. Nó xịt, có mùi thuốc nó không. Là chợ đêm nó bán thôi. Ốc 50 đựng. Có ngày con đã có lai nào. Dạ. Có gài lại mày thấy không, nó tượng tiện Quan Âm sẵn đó. Có hết. Tiện hình tượng Quan Âm mà mình tính nhà mình đâu mà để. Tiện bằng cái gì không thưa? Vỏ ốc. Ồ. Vỏ ốc cỡ mình ngồi vô cũng lọt. Bự gì đó hả? Bằng cái lòng bàn đó. Ồ, vỏ ốc gì bự dữ. Cho cự. Cái ốc tai tưởng. Dạ. Tao mua mấy vỏ kìa, đứng về lấy coi nè. Ờ, cái vỏ cỡ cái quạt này thì có thiếu gì. Ờ, có cái vỏ mà màu xanh này đẹp quá. Màu đỏ nữa. Cái 200 mấy thôi. Ôi, ôi đẹp nè. Ôi, cái vỏ ốc này có làm như có ốc xà cừ nè ông Tư. Rồi nó cạo bằng lớp rồi đó. Có con ốc này cái miệng nó con làm cái mặt nhẫn này đó. Sao giống con ốc quấn dữ ông Tư? Kê vô tay thử rồi. Kê vô tay có cái. Kê lên quạt nghe nè. Nghe không? Nghe hó 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 hó. Kê vô vẫn nghe tiếng. Ừ. Ốc bên lỗ tai ngoài. Này. Ý không phải con này mới phải, con này nó mới đúng. Con chọn con. Thấy không? Chưa. Không có gió cũng nghe luôn. Cái đó là gọi là ốc tù già. Ừ, tới 250.000 hả ông Tư? Ừ. Ủa cái gió ốc gì mắc dữ hả? Không có mắc, cái vỏ này con làm anh mắc không. Cái kia mấy triệu nữa mà. Không có giá. Cái giá trong đó là mấy trăm con rồi. Dạ. Ba cái vỏ ốc này dưới một cây lược. Với cái gì nữa đây là 1.500.000 đó. Cái lược cắt ngón tay. Không có. Con ốc thì đẹp nha. Cái đẹp nha. Này chừng bắt được 10 con ốc này là ăn no luôn rồi. Ba con. Ăn không hết. Mà cái mài nó có mài nó ta cẩn mặt cà rá đó. Dạ. Ôi con ốc. Cái con này cạo. Con có tiếng nghe khác đó đúng không? Nghe cái bọng lớn. Nghe đã. Không nghe cái tiếng nó khác sao? Rồi bây giờ người ta khỏi giống như tương đó là khỏi tù già hả? Ừ, tù già, ốc nó ốc nón mà ốc nón đỏ. Tao có ngốc. Cái này nó kêu còn rong hơn nè. Như là nó có cái gì đâu. Đâu có cái âm thanh cũng như cái loa con mình nó không có cái màn trước nó đâu có phóng đại. Tôi mua về để kỷ niệm lần đi. Cái bữa nào lên chị Lâm coi tủ kiến mà nhỏ nhỏ gọn rồi dốt như mấy trăm ngàn. Đập thử bể không Tư? Chắc cả. Có con ốc này giống ốc quấn quá. Giống ốc mà ốc đó nó kêu ốc kim cương, ốc một tròn gì đó. Cái mài nó con mài lại con làm hộp cà rá đó. Dạ. Làm mặt mình đeo dây chuyền rồi đó. Màu xanh đã lắm mày, nó có danh danh vậy đó. Giống ốc bù mà đậm. Thì mấy con nhỏ nhỏ bằng ngón tay nó làm mặt cà rá. Con nhớ nhỏ
mò một lát rồi u ngựa một thúng. Ốc đó ốc u biển. Anh không có cái mài cái miệng đó, anh hiếp vô mà anh dày mo vậy nè. Dạ. Rồi muốn nướng anh cái cự cái mài đó. Nó nặng muối tiêu chanh vô đó cái nướng anh sâu lên lệ. Con này chắc ngon hơn con nhum bữa quá không được. Ngon con nhum thì con ăn gạch không chứ có gì đâu. Gạch miếng nhỏ ngón tay mình tay út thì út. Con nhum nó gai không? Với lại con gì bữa mình đi gỡ nè không được. Con gì đó, con gì giống như sò đó. Con dợp. Con dợp. Ở đó người theo cái chỗ nào cái bãi đó. Dợp ở đó con mò con ăn quanh năm suốt tháng, mò hoài, cố hoài. Chỗ đó con thấy nhiều. Mà tại dân ở đó tao không ăn luôn á, bảo ở như từ là không muốn ăn luôn, nó ngán quá không ăn. Không phải. Đâu có ai biết. Biết được đủ nghĩa nó lạch gốc cây luôn. Tao không ăn. Một ký 40-50 ngàn rồi mày bắt ngày lên chục ký này tôi sướng lắm. Chục ký đi chút xíu có rồi. Lên đường nhóc mày còn phải đi sâu trong còn nữa hả? Lên suối nhóc. Con suối này ai đi vậy thì mình chạy xuồng được, có suối mình không chạy xuồng được. Dạ. Cây nó ngã nó ác tắc con khúc được. Khúc trong nó có ngắn lên ngắn xuống. Nhưng bữa đó mình lủi lấy mấy củ quý kỳ nam đó. Nó có đường vô vậy đó. Lúc đó là như cây đó là có cái mày à? Nhóc, đời nó đặt chứ không ai. Hôm ông nói ông thả con mấy ký được 4-5 ký. Nãy ông không có bắt cái hôm nay dính là ông thả cho. Đặt lú trong mương chỗ mình với nó giặt cái vỏ quê một phát đó. Nó nói bữa đó để vô kiếm ít lương vô thẳng cắt lát đó. Cái chỗ đó nó thấy hình như là có rắn lớn hay sao mà những con vật nhỏ không thấy nó chạy vòng vòng đâu. Đâu có, nó bắn hết rồi. Nó lớp rắn ăn người, lớp người ta mình ăn mới độc. Rắn ăn người ta mình ăn. Mà mình đi bữa đó mình không gặp rắn nhỏ hả ông Tư? Không. Ừ. Khá mà chỗ mà không gặp rắn nhỏ, những ông to nó mới xuất hiện. Chứ còn gặp con ông nhỏ nhỏ. Đâu phải như sức tụi con á, vì bữa ông đời dắt lên núi đi. Nó nói cái núi chúa đó đi, nó đi còn lại. Tôi nó quá cao quá lắm. Rừng. Đi không để ý là lạc liền. Không, bữa đó đi chỗ mà đó đi rồi. Như mày tao hồi hộp quá mà hay nói bậy quá. Con hả? Ừ. Đâu đi ra, đi vô rừng, nó bậy đâu Tư. Rừng núi linh thiêng con không nên nói. Rừng bữa đó đi đâu. Bởi nhớ cái đâu. Câu thánh nhân dạy mình, cái miệng nó kiểm tâm. Vô rừng bình thường chứ đâu có nói gì đâu. Nhưng mình nói vô rừng thì lớn nói bậy dính liền. Vô rừng cái gì mình đâu có biết. Nó cái con lớn lên chết. Ý là đời nó ở bên đó nó gặp con rắn mái gầm. Mà một khúc rắn mái gầm khúc hổ mây. Cái đó là sơn thành thổ địa nó quá ra nó cản đường mình. Chứ không có rắn thiệt đâu hả? Làm sao rắn thiệt có vậy được. Nó lai phải lai nguyên con nhưng mà sọc nó màu khác. Đâu có khúc này khúc nọ đâu. Chỗ mà không mình đứng mà không con nghĩ chỗ đó chắc có cái gì đó mà không. Cái hương thơm nó lạ lắm đưa. Trông không? Thơm là trầm hương hả? Em nghĩ chắc có lẽ là có lần sau đó nó vượt ra 2-3 lần. Chắc ở rừng rừng ở Gạch Tràm đây thành trà hương không biết. Ở rừng ở Gạch Tràm đó chắc mà có trầm hương nhiều quá không Tư?
Rồi bất kỳ cũng ăn hết. Có hỏi đời hôm qua hỏi không có không, nói có mà mấy năm, những cái năm mà họ vô trong cái hồ chắc cũng như là hết luôn. Hết luôn. Hồi đó cá với lươn đồng đó mày đi vô đồng mày chở xuồng chứ sao mày gánh nổi. Ở trong đó đó hả ông Tư? Ừ. Còn cá nhiều nha. Lươn nó mấy... đặt trúng sáng cái mấy chục ký. Nổ hay không đó là khác nổ. Rồi có lắm con mười mấy ký đó cho năm. Nó dắt bầy đồng đồng đi như chiếc điểm. Tao đứng tao làm thinh coi bị mình đi động đó. Gặp bầy rồng rồng tao đứng làm thinh rồng rồng con nó mê ăn nó đâu nghĩ cha mẹ theo giữ nó à. Cha mẹ nó sợ cá khác ăn con mình nghe động trốn. Lát anh bò ra đâu lớn bắp dế về. Cá lóc á. Mà giờ mà anh không phải cá lóc nó đang xì bữa nó mấy nó nướng có cái bụng bánh trắng à. Ở gặp chàm đó nó có ăn thông ra ngoài biển không ông Tư? Sao không? Thông rồi sao trong đó nó không mặn hả ông Tư? Không bị nước trên đầu đi xuống. Bữa đó ông kể ba đoạn, ba tới ba đoạn một đoạn mặn, một đoạn lợ với một đoạn ngọt. Ngọt, à, đoạn ngọt là cuối cùng trong ha. Đúng rồi. Bị gì ở trên núi nước nó ít nó tống ra không hết. Ừ, nhà bữa đó có con cá bự cáp mà nguyên dịch bình á. Gì hả? Ừ. Cáp con cá bự giống bự luôn. Ký mấy hai ký là thường. Còn cá trê con mười mấy ký, cá trê chạy. Nó như cá trê trắng mình mà nó ngon gấp mấy lần cá trê trắng mình. Nó béo mà thịt nó thơm, da trắng nhưng mà thịt ảnh vàng. Còn bữa có cá dài dài là cá dày đó không Tư? Cá dày, cá dày như cá lóc đó năm biết không? Dạ biết. Nó ngon nhất. Cái đầu bự bình kia mình nhỏ xíu. Đâu cái đầu thôn. Nhỏ, mỏ nhọn. Cái đó là nó bị đầy đầy ăn hả? Nó công nhận trong đó. Cái dày, cái chạy là ở sống ở trong núi không Tư? Ừ, có trê, có đầu sống núi không? Dạ. Mà có loại con cá trê chạy á là ở bên núi Tô có kìa. Rồi có con nó giống con cá lóc luôn không Tư? Cái gì cái đó, cái chày dục. Cá chày dục? Ừ, giống cá lóc mà kỳ ảnh phùng lên như thiêu thiêu. Dạ, dạ, dạ. Màu sắc đẹp. Ở trong núi hai loại cá đó đó. Tao đá với cậu ruột tao rồi đó, đá ăn dây thun bị tao với ổng tuổi. Dạ. Ổng đi thia thia đồng, ổng chút tia tia con nào ổng nấy mình ngón tay ổng nuôi. Tao lên núi cắm tao chút cá trà dục cũng bằng ngón tay tao nuôi tắm cho ăn gì đó. Dụ nói cá lia thia không Bình? Ừ, anh đâu biết, anh đâu nhận cái đầu, đầu anh tròn cá lia thia. Đá mấy trăm được quăng bắt nữa chứ. Mấy trăm cộng mà đó tiền đâu có nhiều con nít bây giờ. Dạ. Yeah. Anh có vài trăm cộng người ta anh hả ta? Đá quăng bắt đá lát đủ nữa. Cá thì thia vô về về anh chạy xuống đít dài nó đủ mà chắc ăn người ta mày chắc ăn mày rồi. Nói chung với coi địa thế đàng hoàng nổi lên nó giọt lên nó quất cái đùm ruột. Mất tiêu. Cắn cá kia chết queo luôn. Cắn cá thì tiêu mất đùm ruột rồi chạy điên trong chai tao nói rồi chắc ăn thua rồi. Nói trời ơi nó cá mày suốt đâu mà giữ suốt nó cắn. Thì tiêu nó ở trên mấy cây cao mà có cái bọng cậu nó. Nó ở trong cậu nó giữ lắm. Điện thoại chính đây gì ổng nói trên mày bị đền nó gạt mày rồi. Bà nội nó xúc cá trầy dục không mà mày nói thi thiê nó cá phùng màu thi thiê mà. Ông hỏi mày thấy có hướng không nói không. Ừ, có nhiều gì tung. Ở trong núi Tô đó ông Tư có cái đó đó ông Tư mà anh bự hết rồi ông Tư ngón chuột cái trở lên luôn à. Bằng chuyện cái à, anh bự lắm rồi bằng chuyện cái. Dạ. Mình xúc cá con á, mình nó gạt đá đi đi. Dạ. Nói chung với nước chai là nó lấy trớn, nó giọt lên, nó quất cái bụng. Mà không biết nó màu gì mà ở trong hang con gọi nó lội nó màu đen không à? Màu đen nhưng mà kỳ, ảnh phùng lên màu xanh. Gọi nó không có phùng kỳ lên. Mà nó lẹ lắm ông Tư ơi. Lẹ. Trời ơi, mày câu một lát con Tùng. Dạ. Ở trong hang cá bay ở núi Tô, nông giờ bẻ ba cái bông
đỏ đỏ bông bông lan mình bông, hàng cả bay con dò dò rồi con lấy dây quấn lại giật ảnh cắn anh đeo được hốc nào không? Mấy hốc hết. Thì đó con đi vô hàng với ông chú Hải 100 vô 5 lít đó bị tại cái ống này, đúc cái ống inox vô chắc cũng nhỏ nè. Thì đó đi vô hàng hàng cà bay với chú Hai đó, vô chồng ngồi gọi cá hết chút cá đó đó cá chê chạy với cá giống cá lóc đó. Cá chê chạy không có đâu, dù mình không có chê chạy không có. Nó cái đầu nó gan cá chê luôn tư mà mình ốm nhất. Ừ cá chê chạy nó mày dồn ngon thiếu ăn ốm rồi. Ừ, cái đầu trầu dồ vô đó mà gan cái đầu cá trê luôn mà cái mình nó dập lép thì nó nhanh cá trê nhưng mà nó dùng mình không có cá trê chạy biển. Bữa đó ông bạn đó ông cầm con lớn hơn cái đồ đựng cơm cái đầu 17 kg. Thôi thôi chắc dài cả thước rồi hả anh Tư? Ừ ông cắt khúc đầu khúc thịt với khúc này nè tới rúng để hai anh em mình nhậu còn cái này bà đem chợ bán đi cắt khúc khúc nửa ký ra người ta mua. Bà mới đi chợ trong ngày mà hai anh em nấu chưa chín bảy giờ rồi hỏi sao rồi hết rồi đắt quá đắt nồi cái đầu không hai người nhậu gì hết không Tư bốn tạ kiểu hai người bạn. Hồi xưa ông Tư ăn đồ ngon không? Còn hơn là hải sản bây giờ. Dùng cá đuối dơi bơi lớn là ngon nhất là cá đuối dơi con. Cá đuối nhám mình còn bỏ mua rồi. Cá đuối dơi con không bỏ vì nó không có nhám. Dạ yeah. Nó béo như heo con mình. Dạ yeah. Mà thịt đỏ tươi như thịt trâu. Nó có mỡ được không Tư? Mở theo cái lìa gai nó lộn nó dúng dúng ở bên ăn nó ngon gân không gân.